Hôm nay là ngày 28 Tết, bên em vẫn tiếp khách tại showroom JK Audio ở 133 phố Trường Sơn, Hà Nội. Và bác khách ở dưới Hưng Yên lên xem combo CS99 đẩy D50S. Các bác và anh em cố gắng mua tranh thủ cho mình những combo karaoke về trước Tết nhá. Bây giờ các bác hãy tranh thủ đến showroom của JK Audio mua sắm những dàn âm thanh karaoke gia đình. Bên em vẫn đang làm việc miệt mài các bác nhé.